tem mắc của hãng Estée Lauder mà có hàng giả rồi mọi người. Mình đang cầm trên tay một củ thật, một củ giả. Mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt nha. Những cái đặc điểm mình chỉ ra đây á, thì cũng không phải là hoàn toàn, khi mà các bạn dựa vào một đặc điểm không để phân biệt thì cũng không chính xác nha. Mà phải hội tụ tất cả các sản phẩm, những cái đặc điểm trên cùng một sản phẩm thì nó mới là có chính xác nha mọi người. Đây, điểm thứ nhất là mọi người xem, đây là cái hàng chính hãng này, thì những cái nhám này nó không bị lem, mọi người thấy không? Nó đều và không bị lem mà nó tạo thành một cái hình tròn bên trong chính giữa. Còn cái hàng giả thì mọi người xem này, những cái nhám này nó sẽ bị lem nè mọi người. Mọi người thấy nó lem không? Nè, nó lem ít cái này ra nè. Nó không có tròn. Đó, mọi người nhìn là biết. Rồi, một cái đặc điểm thứ nhất, còn một cái đặc điểm thứ hai của cái hàng chính hãng á là khi mình khui ra cái nắp bên trong nè mọi người. Đây là hàng giả. Đây mọi người nhìn hàng giả nha. Cái này nè, nó sẽ lót một cái miếng xốp, và cái miếng xốp này nó kiểu chạy tới chạy lui á, nó không có được chắc chắn nha mọi người. Mọi người có thể gỡ cái miếng xốp này lên luôn nè, nè thấy không? Đó, nó không có chắc chắn và nó chạy tới chạy lui á, kiểu nó là một miếng xốp mềm. Còn cái hàng này mọi người thấy nó xuất ra, nó muốn xuất ra rồi nè, đó, nó muốn xuất ra rồi. Còn cái hàng chính hãng này á thì nó là một nhựa nha mọi người, và nó cứng và nó chắc chắn ở trong đây nè, nó chắc thì chắc chắn luôn á, không phải là mọi người đẩy là nó đi được đâu. Còn cái này mọi người khui, mọi người gỡ là nó ra luôn, nó không được chắc chắn, là hàng giả. Còn hàng chính hãng thì nó đều. Còn đây nữa, một cái nữa là khi mà mọi người mua và nhìn cái nắp của cái hàng giả thì ở trên này là nó có một nhựa màu trong nha mọi người, nhựa trong là thấy không. Còn hàng chính hãng là cái nhựa này là màu trắng nha, nó không có trong mà nó màu trắng nha. Đó là ba đặc điểm. Còn cái chất kem là mọi người nhìn đi, cái này mình đang xài luôn, cái hũ này mình đang xài nè. Hàng chính hãng á, nó sẽ sánh hơn, nó mịn hơn, và nó có một cái mùi chua lên men tự nhiên á, không bị nồng và không bị sặc vào mũi. Còn cái hàng giả nó cũng có cái mùi giả, cái mùi giống như vậy, nhưng mà nó rất là nồng nha mọi người. Nó sẽ ngửi và nó sẽ có mùi nồng lên, mùi men chua nhiều hơn. Đó là những cái đặc điểm mình có thể giúp cho mấy bạn xem được. Và cái hàng chính hãng thì nó sẽ có màu hơi ngã màu hơi qua màu tối một chút, còn cái này nó hơi màu vàng nha mọi người. Đó là những đặc điểm mình có thể giúp cho mấy bạn xem. Còn cái hàng chính hãng thì khi mình rời tay vào đây nó có hơi cộm, nhưng cái hàng giả mình rời vào đây nó không có cộm nha mọi người. Nó dính vào trong mà nó không có cộm. Đó là những đặc điểm mình có thể giúp được đó. Các bạn nhớ cẩn thận khi mà mua nha, để lựa được một sản phẩm có cái chất lượng tốt, bằng nó xứng đáng với số tiền mình bỏ ra thì mọi người hãy cẩn thận nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip của mình. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi mình nha. Bye bye.